Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Em còn một số chiếc điều hòa máy 9.000 BTU nữa, em quay bán nốt cho các bác. Hiện tại thì đầu 25 em hết rồi, đầu 28 cũng hết rồi. Và chỉ còn lại duy nhất là ba con máy đầu 40, tức là máy 16.000 BTU chạy theo vòng tầm 18 m2 trở xuống. Đấy, và còn lại là 7 con máy 9 chạy theo vòng tầm 15 m2 trở xuống. Thì giá thì là 6,5 triệu một con. Đấy, bác nào mà kết con nào thì alo cho em. 6,5 triệu thì các bác sở hữu ngay một em máy Nhật, hàng nội địa Nhật, Ezit và Ezit Osawa Osama. Dòng này thì nó thương hiệu từ những năm 1988, nó bắt đầu sản xuất cái dòng này rồi, và nội địa Nhật nên là đồ đạc rất là chắc chắn. Con này thì có cả cảm biến thân nhiệt này. Đấy, có cả cảm biến thân nhiệt luôn. Đấy, giá là 6,5 triệu. Đấy, cho máy 9. Đấy, mua 10 con cũng vậy, mà mua một con giá cũng vậy, mà cũng không còn 10 con đâu, còn đúng có 7 con nữa thôi. Máy là máy mới 100%, hàng bày mẫu ở siêu thị. Đấy, hàng bày mẫu ở siêu thị, đầu bị tôi biết còn nguyên. Đấy, máy thì nó bị mất vỏ rồi, cho nên là vận chuyển thì nó cũng có con háng hiếu, xe con nó bị xước xát một tí. Đấy, bác nào mà cảm thấy mà vô tư, dễ tính thì lấy. Còn bác nào mà ký tính thì lên đi mua các cái dòng máy mới, nguyên đai nguyên kiện. Còn của em thì nó là máy vận chuyển từ Nhật về, cho nên là nó có xước xát. Đấy, bác nào lấy được thì lấy. Đấy, giá 6,5 triệu một chiếc. Đấy, đầu 36 thì em còn có một con thôi, và đầu 40 thì em còn 3 chiếc nữa. Còn đây là toàn bộ là máy 9, hàng Ezit, hàng Kozola. Đấy, giá 6,5 triệu hết. Đấy, còn có mấy con thôi. Đấy, dòng Kozola thì cục lóng rất là nặng. Đấy, cục lóng nó nặng những 23 cân cơ, nên là rất nhiều bác thích dòng Kozola này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, 6,5 triệu. Còn đầu 40 đây, giá 11 năm. Đấy, đầu 40 thì em còn 2 chiếc nữa là hết rồi, 3 chiếc. 3 chiếc đầu 40 và 1 chiếc đầu 36 hàng phun chức năng. Đấy, còn lại là hết rồi. Đấy, còn có hơn 10 chiếc thôi. Đấy. Đấy, dòng ngon bổ rẻ ít tiền. Đấy, cho những bác mà thích chơi đồ bái, mà thích chơi những hàng đẹp, hàng mới thì mua cái dòng này nó yên tâm hơn. Còn hơn là các bác đi mua mấy con hàng lô nó sơn đép nhèm vào mà cũng 7-8 triệu về nhà 3 ngày thủng dàn, trong máy vớ máy dập nó sơn, có đắp tả ma tít vào trông kinh lắm, tóm lắm. Nhà em thì không bán được, em chỉ chuyên các dòng máy mới thôi. Tuy là nó là thương hiệu nội địa Nhật và nó chỉ quảng cáo tại bên Nhật thôi, và nó không quảng cáo trên thị trường Việt Nam. Nhưng bác nào đã sành chơi năm ngoái thì em rồi, và năm nay đã mua, một lúc mua hàng chục con rồi, thì các bác nhớ bình luận ở dưới kênh của em để cho bác nào mới chơi đồ bái thì các bác có hiểu nhé về cái thương hiệu của nó. Vì dòng này nó cực kỳ sản xuất, nó cực kỳ là trau chuốt, từ tất cả các dàn nó đều được mạ chrome hết. Đấy, nó đều được mạ chrome xanh đét hết. Đấy, rất là chi tiết và rất là cẩn thận luôn, rất là đẹp. Đấy, mà giá thì rẻ, các bác bảo 6,5 triệu thì các bác mua cái máy Việt Nam, còn không mua được máy inverter chạy lạnh 2 triệu, 6 triệu rưỡi các bác mua ở đâu ra được. Đấy, thấp nhất các bác mua trên chục triệu, mà làm sao chất lượng bằng tiêu chuẩn Nhật được. Hàng của Nhật có kiểm định riêng của Nhật, khắt khe hơn thị trường tư bản. Thì đất nước tư bản thì đồ đạc nó bao giờ nó khắt khe hơn, và sức cạnh tranh rất là lớn. Nó không cạnh tranh về quảng cáo đâu, mà bên đấy nó cạnh tranh về chất lượng các bác. Quá rẻ luôn. Đấy, bác nào lấy thì alo em 2 số điện thoại nhé, 0975 360 433, dưới là 0377996066. Đấy, thì máy 9 thì giờ 6,5 triệu thì nó không có giảm nữa đâu, cho nên là nhiều bác xem video vẫn chưa mua. Có những bác mà không chịu dừng nhiệt rồi thì điện lại cho em, mỗi có giảm giá nữa không, làm gì quán đâu mà mua. Đấy, có những bác theo dõi từ những ngày đầu cứ đợi giảm giá, các bác phải hình dung là những cái máy VIP thì không bao giờ nó xuống giá được, và những cái máy quả đã xuống thì xuống kịch cỡ rồi, thì bây giờ nó mới đang là đầu của mùa hè, chứ đã hết hè đâu mà giảm cái giá. Đây là quán những con này em bán nốt cho nó gọn nhà thôi, và giá này thì là giá em bao tét bao chạy một tháng, và giá này là giá không bảo hành, không kèm đổi nguồn, không bao phí ship. Đấy, bác nào thích thì lấy, không thích thì thôi. Đấy, máy thì cam kết bác là máy mới 100%, hàng mất hộp. Đấy, giá em báo công khai chất hàng như này, bác cần nhìn video là biết rồi. Thì đây là toàn bộ, đây nó là hàng, đây nó toàn bộ nó là hàng cửa tiệm bên Nhật, và đều nộp thuế và đều được kiểm định tại Nhật rồi, đều có mã thuế này và mã kiểm định này. À, số kiểm định đầy đủ hết rồi. Đấy, bác nào lấy thì cứ alo em 2 số này nhé. Em chào các bác nhé.